là xưởng sửa chữa vũ khí, khí tài, quang học trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 7, có chức năng đảm bảo kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân khu. Xưởng OX1 luôn chú trọng công tác nâng cao năng lực sửa chữa, bảo dưỡng, từng bước đổi mới trang thiết bị, dây chuyền công nghệ nhằm đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, đặt công tác an toàn, vệ sinh lao động lên trên hết. Trước mỗi buổi làm việc, quản đốc phân xưởng nhắc nhở và yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Phân xưởng vũ khí bộ binh chúng tôi thì luôn làm tốt cái công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đối với nhân viên và thợ sửa chữa làm chấp hành nghiêm cái quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phát hiện và nhắc nhở kịp thời đối với những nhân viên vi phạm về cái quy định an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời cũng phát hiện và báo cáo kịp thời với ban giám đốc xưởng về một số cái trang thiết bị mà không bảo đảm về an toàn vệ sinh lao động để có hướng khắc phục, sửa chữa. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, xưởng OX1 đã đề ra nhiều biện pháp như tổ chức các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác an toàn vệ sinh lao động đến huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ cho đơn vị về xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động, nâng cao cải thiện điều kiện môi trường lao động. Chúng tôi cũng quán triệt và triển khai thực hiện rất là nghiêm các cái quy định về an toàn bảo hộ lao động, đặc biệt là những đồng chí mà vận hành các cái trang thiết bị về yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chúng tôi phải tổ chức huấn luyện, cấp chứng chỉ, sau đó mới tổ chức cho vận hành các cái trang thiết bị đó. Cũng chính vì vậy cho nên là nâng cao được cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trước tình hình dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe và điều kiện lao động của cán bộ chiến sĩ, Đảng ủy, Ban giám đốc xưởng OX1 chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nâng cao ý thức của cán bộ, người lao động về chấp hành nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, tiếp tục đầu tư, củng cố, nâng cấp kho tàng, nhà xưởng, trang thiết bị, phương tiện và dây chuyền công nghệ, cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, bảo đảm thông thoáng nơi làm việc, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, chống nóng, chống ồn, chống bụi. Đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ cá nhân cho người lao động theo cái tiêu chuẩn chế độ trên cấp đảm bảo bằng 100%. Ngoài cái việc bảo đảm bảo trang thiết bị thì chúng tôi đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Cụ thể là theo định kỳ hàng năm thì tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe định kỳ. Với việc triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp và sự động viên kịp thời từ các cấp, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ và người lao động xưởng OX1 đã tích cực làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn sửa chữa, bảo dưỡng các loại vũ khí, trang bị, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu.